Đây là Nguyễn Công Việt. Khi chụp bức ảnh này là lúc em 11 tuổi. Và tuổi của em đã vĩnh viễn dừng lại ở con số 11 ấy. Không biết bơi, bình thường cũng chả dám nghịch nước. Nhưng chỉ vì một chút ham vui, chỉ muốn nô đùa cùng chúng bạn, mà em đã bất cẩn và ra đi mãi mãi. Còn nỗi đau nào đau hơn nỗi đau người đổ bạc tiễn kẻ đồng xanh? Cháu mất cái đấy đã 7 năm rồi. Thế nhưng mà trong tâm tâm tôi thì chẳng lúc nào là quên được cháu cả. Đấy, lúc nào cái ông hình ảnh của cháu nó nào trong đầu thôi. Nhất là những lúc mà tôi... Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh vừa rồi là câu chuyện về một vụ đuối nước đã xảy ra cách đây 7 năm trước ở một ngôi làng nhỏ của huyện Ân Thi. Mặc dù là câu chuyện đã xảy ra từ rất là lâu rồi, thế nhưng mà nỗi đau mất con, mất cháu của những người thân trong gia đình thì vẫn chưa hề nguôi ngoai. Nén đau thương với hy vọng để những gia đình khác sẽ không phải chịu nỗi đau giống như gia đình mình, thì hôm nay bà Bùi Thị Hanh là bà nội của cháu Việt đã đến trường quay để chia sẻ về vụ đuối nước đã xảy ra với gia đình mình trong khuôn khổ buổi tọa đàm Đuối nước trẻ em, trách nhiệm người lớn. Đến tham dự buổi tọa đàm hôm nay còn có sự góp mặt của ông Trần Tuấn Dương, trưởng phòng chính trị tư tưởng và giáo dục chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên, ông Đặng Quý Huy, phó trưởng phòng trẻ em và bình đẳng giới Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Rất là cảm ơn các vị khách mời đã đến tham dự buổi tọa đàm ngày hôm nay. Thưa bà Bùi Thị Hanh ạ, mặc dù chúng tôi biết là khi mà nhắc lại cái câu chuyện này thì sẽ khiến bà rất là đau lòng, thế nhưng mà mong bà có thể chia sẻ với khán giả truyền hình để khán giả truyền hình được biết về cái hoàn cảnh xảy ra vụ đuối nước với cháu Việt cách đây 7 năm. Như thế là cháu đi về thì tôi cũng có nhà, ông ấy không có nhà, không ai nhà, có mỗi cái con thím nó mới đi mổ về thì nó ở trên nhà, thì là cháu đi ra đằng sau là cái sông, đằng trước cửa là ao, bên cạnh bằng phía đằng đông là ao. Thế thì thím mới không thấy về thì mới ra, thì cháu không nhìn thấy gì, thấy cái áo với cái đôi dép của cháu ở trên bờ thôi. Thì là nội sang qua sông để tìm cháu. Thì thím mới nhìn thấy cái tóc phơ phơ, nhìn cháu kéo lên thành ra cháu. Thím mới hô hào lên ở bên ria nhà các bà ra vác cháu từ đấy sang hội trường, nhưng mà không được nữa. Thế tôi nghĩ rằng cháu tôi mà ốm đau không chữa được thì thôi, thì thương xót cháu tôi thôi. Thế nhưng mà bây giờ đến nhốt một cái có độ nửa tiếng đồng hồ thôi mà tôi mất cháu. Tôi nghĩ tôi khổ quá. 3 tháng rời tôi tưởng tôi không sống nổi. Đi làm thì thấy con cháu người ta đi học thì nghĩ cháu tôi mà còn sống thì bây giờ cháu tôi cũng được khoác cặp, cũng được đi học như thế kia. Là một người đã nuôi cháu suốt những năm cái cháu còn bé thì rõ ràng là phải chứng kiến cái sự ra đi của cháu như thế là một nỗi đau rất là lớn đối với bà Hanh cũng như là những người thân trong gia đình. Và cái câu chuyện buồn vừa rồi thì chỉ là một trong số rất là nhiều những cái câu chuyện buồn đã xảy ra với rất là nhiều những gia đình có trẻ bị đuối nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên những năm vừa qua. Và để có một cái nhìn bao quát hơn và toàn diện hơn thì mời quý vị và các bạn hãy xem một phóng sự của chúng tôi ngay sau đây. Kỳ nghỉ hè của các em học sinh mới bắt đầu chưa lâu, nhưng thời gian qua đã có một số vụ đuối nước thương tâm xảy ra. Mới đây nhất, tại xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, chiều ngày 23 tháng 5, em Dương Văn Tùng cùng 3 người anh họ ra đầm thả cá để tắm. Nhưng không may, em bị đuối nước và ra đi mãi mãi. Có học bơi đâu, đi làm gì qua người ở nhà mà cho bơi, kể ra như thế là phải có người cho bơi. Đây nhà mình đi cứ mãi làm, ai nghĩ gì con cái kệ, cứ dặn thôi thì cứ đi khỏi nhà thì nó cũng đi. Mất mát quá lớn, đó là những gì mà các vụ đuối nước đã để lại. Đối với những gia đình có 2, thậm chí 3 trẻ đuối nước như gia đình chị Phượng ở xã Minh Tân, huyện Phù Cử, hay gia đình anh Hùng, chị Hiền ở thôn Ninh Hạ, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, thì nỗi đau xót còn nhiều hơn gấp bội. 4 năm sau ngày gia đình mất đi 2 đứa con thơ, sự xót thương, nỗi nhớ mong của những người ở lại thì chưa bao giờ vơi bớt. Lúc nào cũng nhớ đến cháu, thì cũng dám bắt vào thì không nhớ thôi. Lúc nào bắt ra lại nghĩ đến cháu, thì không thể nguôi được. Nghĩ gì, đâu không nghĩ được, không cố làm cho nó quên đi chứ. Theo số liệu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hưng Yên, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ đuối nước, làm 4 trẻ tử vong, giảm 1 vụ so với cùng thời điểm năm 2020. Còn thống kê năm 2011, tỉnh Hưng Yên
có 39 trẻ tử vong do đuối nước. Con số này vào năm 2016 là 25 và đến năm 2020 số trẻ tử vong vì đuối nước giảm còn 23 trẻ. Như vậy có thể thấy trong 10 năm qua số trẻ tử vong vì đuối nước trên địa bàn tỉnh đã giảm. Song ở đâu đó vẫn còn những vụ đuối nước xảy ra, vẫn có những gia đình bất thình lình mất con, mất cháu vì đuối nước. Và nỗi đau ấy sẽ còn dai dẳng, chẳng thể nào nguôi ngoai nếu trách nhiệm của người lớn chưa được đề cao. Thưa bà Hanh, thực tế thì ở địa phương bà trong những cái năm qua, ngay như là ở thôn Lương Xá thôi thì cũng đã có một vài những cái vụ đuối nước xảy ra. Vậy thì bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái vụ đuối nước đấy là như thế nào? Sau đợt cháu Việt nó mất, thì sau được một tháng thì một gia đình ý là cũng có một cái ao lớn ở đằng trước cửa. Thì trưa thì mẹ này đi cấy, thế bố thì ngủ, thì có hai chị em chơi. Thì cái cầu ao thì nó ở cái gốc sung. Thế thì là em rơi xuống thì chị thì không biết gì, không gọi bố. Thì cứ đi lấy cái que khoắng em, nhưng mà không thấy. Đến lúc thì em chết em nổi lên thì mới vào gọi bố. Đấy là một cái vụ sau cháu Việt một tháng. Còn một cái vụ thứ hai vào ngày rằm tháng 8 thì ở thôn nhà tôi nó có cái ao nàng to. Thì là rằm tháng 8 thì mà mới tổ chức là thi bắt vịt để chơi vui. Thế thì xong cái cuộc thi xong thì chiều thì là xong người ta lên hết rồi. Thế còn một cháu này là cháu bé gái thì không biết rằng nó có lên không, hay là nó vẫn ở dưới ao, hay là nó lên thì nó lại xuống thì cũng không ai rõ nữa. Thế thì đến tối thì gia đình mới không thấy con về. Thì đi hỏi tất cả lân cận những cái quãng nó chơi với những quãng thiếu nhi việc người ta vui đùa thì không có. Thì mới hô hào là đi mò, thì mò thì thấy đã cháu đã chết ở cái ao nàng ấy. Vâng. Đấy là vụ thứ hai. Vâng, đấy là sau đợt cháu Việt mất. Thưa ông Huy, là qua những vụ đuối nước đã được thống kê thì nguyên nhân thường gặp ở trong những cái vụ đuối nước đấy là gì ạ? Nguyên nhân thì có nhiều nguyên nhân, nhưng chúng ta có thể tự chung lại ba cái nhóm nguyên nhân chính. Thứ nhất là cái xuất phát từ người lớn, đó là cái sự nơ nà của người lớn. Đôi khi chúng ta lơ là một chút thôi, hoặc là chủ quan để cho trẻ chơi ở những cái khu vực ao hồ, sông suối mà không có người lớn đi cùng, thiếu cái sự giám sát của người lớn. Đôi khi đối với những cái trẻ nhỏ dưới 5 tuổi thì có thể là bị đuối nước ngay trong ngôi nhà của mình, ở chậu nước hay là những cái bể nước mà chúng ta không có lắp đậy, hay những cái ao mà chúng ta không có rào chắn. Cái thứ hai là cái nguyên nhân xuất phát từ cái môi trường sống là thiếu an toàn. Ví dụ như ao hồ, sông suối mà không có rào chắn, không có biển cảnh báo, rồi những cái hố công trình xây dựng mà khi xây dựng xong thì chúng ta không lấp đi, thì cũng rất là dễ gây cái nguy cơ trẻ em bị rơi vào những cái khu vực đó mà không được phát hiện kịp thời, dẫn đến đuối nước. Và một cái nguyên nhân cũng rất quan trọng, nó trực tiếp là bản thân trẻ là chưa có cái kỹ năng an toàn trong môi trường nước và cũng chưa được học bơi, hoặc là chưa có cái kỹ năng đuối nước thì cũng dẫn đến cái tình trạng trẻ em bị đuối nước. Rõ ràng thì có rất là nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề đuối nước ở trẻ nhỏ. Một trong những cái nguyên nhân đó là việc thiếu kỹ năng bơi lội. Vậy trong thời gian qua thì việc dạy kỹ năng bơi lội trong nhà trường thì đã được triển khai như thế nào thưa ông Dương? Đây nó là một cái bộ môn tự chọn. Bởi lẽ là nếu mà đã là bộ môn bắt buộc thì nó liên quan đến rất là nhiều những vấn đề khác. Cụ thể như liên quan đến cơ sở vật chất, liên quan đến ngân sách nhà nước, liên quan đến diện tích đất đai, rồi liên quan đến bể bơi vân vân. Và nói chung là mình cũng đánh giá góc độ tổng thể là toàn quốc, đất nước mình cũng phát triển kinh tế rất nhanh, tỉnh mình cũng vậy thôi, nhưng cũng chưa thể để mà đầu tư cho các nhà trường đầy đủ
để cho các cháu học bơi được. Thưa ông Dương, là Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng đã có công văn 1715 về tăng cường các cái biện pháp phòng chống đuối nước và bảo vệ trẻ em trong cái dịp hè. Và mới đây nhất thì ngày 15 tháng 6 năm 2021 thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng đã có công văn 1244 về tăng cường bảo vệ trẻ em trong đại dịch và phòng chống các cái tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước ấy. Vậy thì Sở Giáo dục và Đào tạo thì đã có những cái tiếp nhận cũng như là triển khai các cái công văn kể trên ra sao? Ngay khi có cái văn bản này, về phía sở thì có công văn số 884 ngày 27 tháng 5 năm 2020 về tăng cường các giải pháp phòng chống tai nạn thương tích trong cái dịp hè. Đấy, với các nội dung chủ yếu, thứ nhất là không ngừng cái công tác tuyên truyền đối với học sinh, rồi tuyên truyền để cho các cháu tự bảo vệ được mình, rồi tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức cho các đội ngũ cán bộ quản lý, các giáo viên, nhân viên của các trường về cái công tác phòng chống đuối nước. Cái thứ hai là cũng yêu cầu các nhà trường khuyến cáo các cháu không được đến những cái nơi mà có thể dễ xảy ra những tai nạn đuối nước. Thứ ba là cũng khuyến cáo các phụ huynh học sinh trong những cái dịp hè thì tổ chức cho các cháu đi đến những cái nơi mà để cho các cháu học bơi đấy, ở trong nhà trường rồi ngoài trường. Vâng, xin được hỏi ông Huy ạ, thời gian vừa qua thì là Sở Lao động Thương binh Xã hội cũng đã có những cái phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong cái việc phòng chống đuối nước ông ở trẻ nhỏ, vậy thì cụ thể cái sự phối hợp đó là như thế nào? Thì chúng tôi cũng đã phối hợp để tổ chức các cái buổi tuyên truyền tại nhà trường về cái nội dung phòng chống xâm hại trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích. Thì chúng tôi cũng đã tổ chức được 3 cuộc từ 6 tháng đầu năm vừa rồi. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã cùng với Sở Giáo dục để tổ chức các cái buổi kiểm tra liên ngành về cái công tác này. Thưa ông Dương, là trong cái bối cảnh mà dịch Covid đang có những cái diễn biến rất là khó lường như thế này thì cái công tác dạy bơi cũng như là quản lý trẻ trong cái dịp hè này thì có cái điểm gì khác so với mọi năm ạ? Căn cứ vào cái tình hình diễn biến của dịch theo từng thời điểm, đấy, có thể là phối hợp cùng với này ban ngành đoàn thể của địa phương, rồi gia đình của các cháu tổ chức cho trẻ được học bơi sao cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh phòng dịch, tạo ra những cái sân chơi khác, ví dụ như các cuộc thi trực tuyến. Riêng về phía trường học thì phải thực hiện cái việc bàn giao rất là nghiêm ngặt các cháu trước khi nghỉ hè cho những huyện đoàn, thành đoàn, thị đoàn, rồi đoàn của địa phương để tổ chức những cái sinh hoạt hè cho các cháu. Để trang bị những kỹ năng bơi lội cho trẻ thì vô cùng là quan trọng, nhưng mà nếu chỉ kỹ năng thôi thì vẫn là chưa đủ, còn cần phải sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất để trẻ có được những cái sân chơi an toàn. Việc trẻ chơi ở đâu, chơi như thế nào để vừa vui vừa an toàn thì là một bài toán đã được đặt ra từ rất là nhiều năm rồi, và trong cái bối cảnh dịch bệnh như hiện tại thì cái việc tìm lời giải cho cái bài toán này lại càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trong những năm qua, các cấp chính quyền cũng như các ban ngành đoàn thể tại Hưng Yên đã có nhiều nỗ lực để cùng chung tay bảo vệ trẻ em, góp phần hạn chế xảy ra tình trạng đuối nước. Trong mỗi dịp hè, không ít các ao bơi, bể bơi được tạo ra và rất nhiều lớp dạy bơi miễn phí được tổ chức thu hút hàng nghìn em nhỏ đến vui chơi và luyện tập. Tuy nhiên, nhu cầu thực tế tại các địa phương dường như còn cao hơn rất nhiều. Bởi vậy, vẫn còn hiện tượng có biển cảnh báo nguy hiểm, nhưng những địa điểm như thế này vẫn là nơi bơi lội vui chơi của không ít trẻ em từ nhiều năm nay. Ở chỗ cháu không có sân chơi, chỉ có một chỗ nào để bơi ạ. Không có sân chơi, còn thiếu ao bơi cũng là tình trạng chung của trẻ em ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Nào chúng cháu có một sân bóng, thế buổi chiều là chúng cháu không ra sớm, không ra sớm thì ra anh thì ra trước. Chúng cháu không có sân chơi. Con hay ở trong nhà xem tivi hoặc là ra ngoài đường đạp xe để chơi cùng các bạn ở ngoài ạ. Hầu hết ở các làng, các xã đều có sân nhà văn hóa. Nhiều địa phương đã quy hoạch được sân vận động của thôn, của xã. Tuy nhiên, vào khung giờ vàng của thể dục thể thao, những nơi này không thuộc về trẻ em mà là sân chơi của người lớn. Nên những đứa trẻ như thế này chỉ biết ngóng chờ. Những năm gần đây,
Các bể bơi như khu vui chơi tư nhân được xây dựng đã phần nào giải quyết vấn đề thiếu địa điểm vui chơi cho trẻ. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện để cho con em mình đến đó vui chơi thường xuyên. Muốn cho các cháu đi chơi nhưng mà cũng không có tiền, mà là không có cái nhiều điểm cho các cháu đi chơi. Thẳng ra bây giờ vào bể bơi, hồi ai cũng đi bể bơi. Nông dân làm đâu tiền vào bể bơi. Chúng tôi rất muốn có một sân chơi cho trẻ con, ví dụ sân bóng đá này. Mong ước của trẻ em thì luôn rất đơn giản, nhưng để thực hiện được những mong ước ấy thì không chỉ ở vấn đề thời gian mà còn là tình cảm, trách nhiệm của người lớn đối với trẻ em. Xin được hỏi bà Hanh ạ, trong những ngày vừa qua thì cũng là những ngày nghỉ hè, đồng thời cũng là những ngày nghỉ dịch. Vậy thì không biết là các cháu ở gia đình mình thì có những cái hoạt động vui chơi ở gia đình như nào? Riêng gia đình nhà tôi thì từ đợt nghỉ hè đến giờ thì bây giờ hiện tại là lớn bé là 5 cháu. Cháu thì cứ chơi tivi, rồi cháu có những cái điện thoại lại hỏng thì là cháu bấm, hay là bố cháu mua cho cái ô tô, thì các cái là cháu cứ đóng cửa là cháu chơi ở trong nhà. Thưa ông Huy, việc thiếu sân chơi, thiếu những hoạt động hè bổ ích, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay thì nó có tác động như thế nào đến cái vấn đề đuối nước cũng như là các cái tai nạn thương tích khác ở trẻ? Cái việc thiếu sân chơi của trẻ em là một trong cái nguyên nhân mà dẫn đến cái việc mà trẻ em bị đuối nước. Thì cái sân chơi của trẻ em nếu lành mạnh mà thu hút được các em chơi ở những cái sân chơi an toàn, lành mạnh như vậy thì sẽ giảm cái tình trạng trẻ em bị đuối nước. Ví dụ như chúng ta thấy là nếu chúng ta có sân chơi thì trẻ em sẽ chơi ở những cái khu vực đó, thì sẽ không ra sông ra hồ mà không có cái sự giám sát của người lớn, thì cái nguy cơ đuối nước của trẻ em sẽ giảm. Thưa ông Dương, theo ông thì là các cấp chính quyền địa phương cũng như là các gia đình đã thể hiện được cái vai trò như thế nào trong cái việc phòng chống đuối nước ở trẻ? Các cấp thì cũng đã rất là quan tâm rồi, nhưng mà các ban ngành sau cái việc phối hợp để nhuần nhuyễn của các ban ngành địa phương thì cũng chưa thật sự là nhuần nhuyễn. Theo tôi rằng là tất cả mọi người căn cứ vào cái chức năng cấp các ngành, căn cứ chức năng quyền hạn nhiệm vụ của mình, phối hợp cùng với lại gia đình của các cháu tạo ra những cái sân chơi, rồi tạo ra quan tâm đến trẻ nhiều hơn. Vâng. Thì mới giảm thiểu được. Thưa ông Huy ạ, ở một số những cái địa phương ấy thì cái trẻ bị đuối nước thì thậm chí là chính quyền địa phương còn không biết là địa phương mình có cái trường hợp đấy. Vậy có phải là các cái cấp chính quyền ở địa phương chưa thực sự sát sao trong cái việc mà quản lý trẻ trên địa bàn của địa phương ạ? Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, cái chỉ thị 23 về tăng cường việc đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, thì trong đó có cái nội dung là xử lý nghiêm cái tổ chức cá nhân, rồi địa phương mà người đứng đầu của cơ quan tổ chức là sẽ phải chịu trách nhiệm khi địa phương xảy ra cái tình trạng trẻ em bị tử vong do tai nạn tích, thì trong đó tai nạn đuối nước thì tùy theo cái mức độ để chúng ta có cái xử lý theo cái quy định pháp luật. Vậy thì từ trước đến nay thì đã có trường hợp tổ chức hay là cá nhân nào mà bị xử lý do mà vô ý hoặc là do gián tiếp gây ra đuối nước ở trẻ không ạ? Cái vấn đề này thì đến nay thì chúng tôi cũng chưa có cái thống kê và cũng chưa có cái báo cáo về cái xử lý liên quan đến cái nội dung này. Xin hỏi bà Hanh ạ, gia đình mình thì đã xảy ra một vụ việc rất là đáng tiếc như vậy rồi. Theo bà thì các gia đình mà có con cháu nhỏ như vậy thì phải lưu ý những điều gì? Ai bây giờ cũng phải đi làm ăn, gia đình có trẻ nhỏ như nhà tôi thì thôi thì ông bà hoặc bố mẹ quan tâm đến các cháu hơn, giữ gìn các cháu hơn, thì bớt chút thời gian ra để bảo vệ các con các cháu. Chứ như hoàn cảnh gia đình nhà tôi thì bây giờ tiền tỷ cũng không lấy được cháu lại cháu nữa. Thưa ông Dương và ông Huy, vậy theo hai ông thì cần có những cái biện pháp như thế nào để có thể phòng tránh đuối nước cho trẻ nhỏ? Chúng tôi cũng rất là mong muốn rằng cái sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, nhà chính quyền, rồi các ban ngành từ cấp tỉnh cho đến địa phương là cần phải vào cuộc, rồi đầu tư nhiều hơn nữa, tạo ra những cái sân chơi bổ ích cho các cháu. Và đặc biệt là trong cái dịp hè dễ xảy ra những cái tai nạn đuối nước. Thứ hai nữa là
phải rà soát, khảo sát lại tất cả những ao hồ đầm ngòi, rồi những cái nơi mà dễ xảy ra tai nạn. Đấy. Và qua cái rà soát này là cảnh báo, rồi phối hợp cùng với lại gia đình của các cháu để giám hộ. Đấy. Rồi trông nom các cháu cũng không còn những cái tình trạng thương tâm như cháu của bà Hanh đây, hoặc là một số cháu khác nữa. Về phía gia đình là chúng ta cần phải có sự quan tâm thường xuyên và giám sát trẻ để tránh trẻ tự chơi mình. Và thứ hai nữa, về cái môi trường sống thì chúng ta phải xây dựng một cái môi trường sống an toàn. Hay chúng ta cũng rà soát các cái khu vực mà có cái nguy cơ trẻ em bị đuối nước. Ngay tại trong gia đình thì chúng ta có thể là những cái bể giếng nước ăn thì chúng ta phải có những cái nắp đậy an toàn, hay là những cái mương cống, các cái chúng ta phải làm các cái nắp đậy, rồi hồ ao thì chúng ta phải xây dựng, hoặc là làm các cái rào chắn, những cái biển cảnh báo để trẻ biết được những cái khu vực nguy hiểm để không đến những cái khu vực đó, hoặc có đến thì phải có cái sự giám sát của người lớn. Thứ ba là cái bản thân trẻ thì chúng ta nên cho trẻ đi học bơi và học các cái kỹ năng an toàn trong môi trường nước và kỹ năng cứu đuối để tránh cái trường hợp mà tai nạn thương tâm xảy ra, tình trạng đuối nước của trẻ em để chúng ta có thể phòng tránh được. Vì vậy mà chúng ta cần phải có sự quan tâm hơn nữa của tất cả các cấp các ngành, và đặc biệt là cái sự giám sát của gia đình để cái những cái vụ tai nạn đuối nước thương tâm không còn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp hè đến thì bên cạnh niềm vui con trẻ được nghỉ ngơi sau một năm học tập vất vả thì còn đó là những nỗi lo về mất an toàn cho trẻ trong dịp hè. Nhu cầu được vui chơi một cách lành mạnh, được bơi lội một cách an toàn, đó là nhu cầu chính đáng của trẻ. Đến khi nào mới không còn những vụ đuối nước thương tâm, đến khi nào mà trẻ được tự do vui chơi mà không phải lo những nguy hiểm rình rập? Câu hỏi đó thì còn có sự trách nhiệm cao đối với trẻ em của mỗi gia đình và của các cấp, các ngành chức năng và toàn thể xã hội. Chương trình tọa đàm với chủ đề Đuối nước trẻ em, trách nhiệm người lớn hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chúc các em sẽ có một mùa hè vui chơi, bổ ích, an toàn và lành mạnh. Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.